Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay công ty xin gửi đến quý anh chị một mẫu xe vừa được công ty thu về, đó chính là chiếc Toyota Innova 2.0e. Đây là phiên bản số sàn, năm sản xuất là 2017. Xe đã di chuyển được 117.000 km, mang biển số thành phố nha quý anh chị. Màu ngoại thất là màu bạc. Hiện trạng của xe thì mới vừa được thu về, chưa có được dọn dẹp vệ sinh gì hết, nguyên hiện trạng cái xe luôn. Về phần bên ngoài xe này quý anh chị, hiện tại thì do chủ chức chúng ta dùng cũng kỹ á, cho nên là ngoại thất rất là đẹp luôn nè. Đó, nước sơn đồ xe này thì công ty mình sẽ không có làm đồng sơn lại, chỉ đánh bát đánh bóng thôi. Tại vì hiện tại thì thu về đó, nó không có trầy xước gì hết, cho nên công ty mình chỉ cần đánh bát đánh bóng, không cần phải làm đồng sơn như quý anh chị. Những cái theo xe ví dụ như đèn đồ, đèn zin hết nha quý anh chị. Thì đối với chiếc đèn thì nó hơi ngã vàng rồi, thì công ty mình sẽ hỗ trợ việc đánh bóng lại cho nó mới, đánh trắng lại. Rồi tình trạng mâm lớp nè quý anh chị. Lớp thì đã được chủ trước thay 5 cái lớp mới luôn, 5 cái lớp mới đời 2021 của Bridgestone. Cho nên quý anh chị chúng ta cứ để mà dùng thêm khoảng 60 đến 70 ngàn nữa mới có thay nha quý anh chị. Rất là êm luôn. Đó, 5 chiếc lớp mới, lớp sơ cua luôn. Rồi đăng kiểm đường bộ nè quý anh chị. Đăng kiểm ở đường bộ thì tháng 6 năm 2023, cho nên quý anh chị chúng ta cứ để nguyên mà dùng. Thì tới đó thì chúng ta mới tốn thêm cái chi phí mà đi đăng kiểm và đóng đường bộ lại. Còn hơn 1 năm nữa nha quý anh chị, hơn 1 năm nữa. Rồi cửa nẻo của xe nè, đó rất là liền lạc luôn. Xe thì cam kết không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Cho nên quý anh chị chúng ta cứ yên tâm về phần chất lượng nha. Chạy được 114 nha. Tuy nhiên xe chủ trước bảo dưỡng rất là đều, cho nên chiếc xe còn rất là liền luôn nha quý anh chị. Phía sau xe nè, đó đèn cũng đèn zin hết luôn. Cốp đồ chưa bị cắn đụng. Rồi bên phía tài nè quý anh chị, đó cửa nẻo đồ rất là liền luôn, không có bị trầy xước gì hết. Chỉ cần đánh bánh đánh bóng là cái xe này sẽ đẹp long lanh nha quý anh chị. Phụ kiện thì hơi thiếu cái viền che mưa và cái bộ chắn cửa, thì những phụ kiện đó thì công ty mình có thể xin công ty hỗ trợ thêm cho quý anh chị chúng ta đủ bộ luôn, để chúng ta dùng không có tốn thêm chi phí để mà chúng ta lắp thêm phụ kiện như quý anh chị. Rồi bên trong xe nè, đó do xe chưa có được dọn dẹp á, cho nên còn dơ nè quý anh chị. Đó thì đối với bộ ghế này công ty mình có thể xin công ty á hỗ trợ bọc lại cái bộ ghế mới cho quý anh chị luôn, để nhìn cái xe đẹp hơn. Đó, vô lăng nè, đầu DVD nè, đó số km thực tế nè quý anh chị 114.000 nha. Chạy tắp lô, bọc trần, chạy sang, nói chung phụ kiện cơ bản đã có rồi. Do chưa vệ sinh á cho nên nó hơi dơ như quý anh chị. Xe thì xe này sẽ hoàn thiện trong khoảng 7 đến 10 ngày làm việc, 7 đến 10 ngày để mà kiểm tra chất lượng nè, làm đẹp và cấp giấy chứng nhận chất lượng của Toyota, và sau đó thì mới chào bán. Thì ngay thời điểm hiện tại luôn quý anh chị, chúng ta có thể lên coi xe trực tiếp được rồi, coi xe ngay thời điểm mà cái xe chưa làm đẹp, để chúng ta có được một cái nhìn thực tế nhất. Và nếu như cảm thấy ưng ý thì có thể đặt cọc ngay để mới giữ xe. Sau khi cái xe nó hoàn thiện á thì quý anh chị chúng ta lên coi một lần nữa, lái thử và chúng ta đóng đủ tiền và nhận xe. Đó là quy trình bán xe của công ty mình nha quý anh chị. Đó, 535 triệu thôi thì quý anh chị chúng ta đã sở hữu được một xe Innova số sàn 2017 này rồi. Thì nếu như quý anh chị chúng ta có bất cứ thắc mắc gì về xe, thủ tục mua bán, chi phí lăn bánh thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha. Mình tư vấn đến quý anh chị cụ thể trước rồi hỗ trợ quý anh chị xem xe, lái thử, hoặc là tư vấn thêm về ngân hàng nữa, người vay ngân hàng để mua xe cũ nữa, để cho quý anh chị chúng ta rõ ràng nhất. Và lên đây chỉ có việc là chốt mua chiếc xe thôi. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem clip review chiếc xe Innova số sàn 2017 của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.